Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Đây là 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị. Chủ tịch nước nêu rõ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách về tài chính, điều kiện làm việc đãi ngộ cho đảng, nhà nước, chính phủ, kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.